Chúc mừng đội tuyển Argentina đã vô địch World Cup và ngày hôm nay mình sẽ chơi một chiếc xe tăng Pháp ở cấp 5 có tỷ lệ thắng cao nhất. Tất nhiên chỉ là xe tăng thường thôi, chứ con tăng Pháp cấp 5 ấy mà đang có tỷ lệ thắng cao nhất chính là con Leffer. Còn lại xe tăng thường trong sơ đồ công nghệ chính là chiếc BDR G1B trước mặt anh em, tăng hạng nặng cấp 5. Đây là một trong những chiếc xe tăng mà nhiều anh em có đề xuất mình làm và mình cũng đánh giá luôn. Chiếc xe tăng này rất thích hợp cho những anh em tân binh, người mới chơi ở cấp 5. Có thể sử dụng nó để luyện chơi tăng hạng nặng là như thế nào. Và cũng rất là thích hợp cho những anh em giấm Âu, không thích phòng cấp cao, xuống chơi một chiếc xe tăng bán hành cho tân binh. Thì đây là một lựa chọn khá là tốt. Về ngoại hình thì chiếc BDR khá là giống quả trứng gà anh em ạ. Không biết là thiết kế của mấy ông Pháp ấy bị ảnh hưởng bởi đâu mà mình thấy từ con B1 cho đến con BDR nó đều kiểu như này. Sang con ARN cũng thế anh em ạ. Về phần tháp pháo thì có một cái cục U to đùng, điểm yếu chí mạng luôn rồi. Đằng nào giáp của chiếc BDR cũng không phải quá khỏe đâu. Sức kháng cự 920 máu, giáp thân 60-40-60. Bắt buộc anh em phải sử dụng nghiêng giáp nhá. Tiếp theo giáp tháp pháo 80-70-60, nhưng mà cục U này hình như chỉ khoảng 50 hay là 60mm thôi, dễ bị đục lắm, anh em phải lưu ý cho mình. Ngoài ra thì anh em không nên chơi sidescape trên chiếc xe tăng này nhá, bởi vì hai cái phần này không phải giáp rỗng đâu mà là hitbox của chiếc BDR đấy, kẻ địch hoàn toàn bắn vào và xuyên qua thôi. Anh em nhí cửa này, cái cửa này đi vào đấy anh em. Tiếp theo về hỏa lực của chiếc BDR, mình đánh giá khẩu pháo của nó rất là chất lượng ở cấp 5 luôn. Khẩu pháo 90mm, sát thương trung bình 240, độ xuyên trung bình 135 với đạn thường, 175 với đạn vàng và 45mm với đạn nổ. Quá trình nạp đạn thì Warming đã giảm thông số của chiếc BDR ở bản cập nhật 1.18 anh em ạ. Nhưng vẫn không thể cản nổi BDR là tăng hạng nặng thường nha, trong sơ đồ công nghệ có tỷ lệ thắng cao nhất và thành tích của nó cũng thuộc hàng cao nhất luôn. Chỉ thua chiếc KV-222 mà thôi. Thật sự là quá ấn tượng. Cho nên mình phải làm video về chiếc xe tăng này. Sát thương trung bình mỗi phút thì khá là kém, bởi vì chúng ta nên chơi đổi thiệt hại với kẻ địch thay vì chơi dồn sát thương. Độ phân tán và thời gian ngắm cũng bị Warming chặt đi, anh em phải lưu ý ngắm bắn thật là kỹ hoặc chơi cận chiến nhé. Tiếp theo là về độ cơ động, chỉ chạy 30km/h thôi, lưu ý trung bình hơi chậm một chút nên mang nitro nhé. Khả năng phát hiện hay ẩn giấu thì thôi mồ. Về đồ chơi thì mình sẽ mang cho nó một cái thông nòng, nạp đạn 10 giây cho 240 mấy anh em nên mang thông nòng. Tiếp theo mang nitro, và anh em có thể mang cho mình cái bộ ngắm nhanh hay xoay trở, tùy anh em cũng được. Nếu súng shot lâu hơn hãy mang thêm búp máu. Bây giờ hãy cùng mình chơi chiếc xe tăng hạng nặng của Pháp có tỷ lệ thắng cao nhất ở cấp 5 nào. Mình có biết chiếc BDR bị giảm thông số và bản cập nhật 1.18. Mình cũng có xem cái thành tích của nó vào tháng 11 thì cũng thuộc top cao. Và đến tháng 12 mình xem lại, nó chỉ thua chiếc KV-222 thôi, cái con xe premium mà bán hành cho tân binh ấy. Wow, mình không ngờ luôn. BDR mà còn tốt hơn cả chiếc Chiêu 3 thì đúng là ấn tượng. Người chơi không những nhá ghẻ lạnh chiếc xe tăng này đâu, mà họ còn chơi nhiều hơn và thành tích của họ rất là tốt. Mình cũng rất là hiểu tại sao chiếc BDR này lại được ưa chuộng như thế. Chúng ta có gì ạ? Khẩu pháo 90mm, sát thương 240, độ xuyên tốt ở cấp 5. Nhiều người tân binh chỉ muốn như thế thôi. Họ mới bắt đầu chơi game, nhưng trong cái tâm trí của họ, họ cũng muốn có một chiếc xe tăng hạng nặng, đấm đau đấm khỏe để cảm nhận được cái sức sát thương. Một cỗ xe tăng thiết giáp nó mạnh mẽ như nào. Chứ chơi mấy chiếc xe tăng hạng nặng khác mà lẹt đẹt 90 đam rồi thì 100 đam thì chắc là họ sẽ không thích. Thì BDR là một lựa chọn đúng đắn. Đấy đạn rồi, mình bắn vào phần bá của chiếc T-34. Bắn lại nào anh em. Cơ hội. Không được, anh ta đã chạy thoát. Thời gian nạp đạn của chiếc BDR thì bị tăng lên. Cơ bản bây giờ thì khoảng 10 giây. Nhưng anh em mang cái tháp pháo cuối cùng ấy, nó sẽ chỉ còn khoảng 8 giây thôi anh em ạ. 8 giây cho 240. Ngoài ra thì thời gian ngắm nó cũng tăng lên rồi, phân tán cũng to nữa. Cái này thì mình hiểu, xe tăng cấp thấp mà anh em. Với lại anh em mà chơi cấp thấp như này ấy, nhiều kẻ địch ngắm bắn cũng chậm này, họ ngắm bắn điểm yếu cũng không tốt này. Rồi, chiếc Chiêu 1 chạy thôi anh em ơi. Mình không phải đối thủ của chiếc Chiêu 1 đâu. Tại sao như thế? Bởi vì chiếc Chiêu 1 nạp đạn khá là nhanh và mình muốn chơi đổi thiệt hại với anh ta, chứ không nên đứng giữa đồng như thế. Mình muốn giải quyết những kẻ địch ở cấp thấp ở bên này trước. Bởi vì chỉ cần 1 đến 2 phát thôi là mình có thể tiêu diệt được họ rồi.
như chiếc Su-76M này. Chỉ cần 2 phát đạn thôi là anh ta bay bầu. Nếu như mình chuyển sát đạn nổ mà bắn xuyên thì chỉ cần 1 phát thôi. Bạn giờ bà gì? Anh ta vẫn đang ngắm điểm yếu vào mình, vẫn chưa bắn xuyên được đâu. Mình chơi nghiêng xe như thế này vẫn chưa bắn xuyên được đâu anh em ạ. Thấy không? Chơi phòng cấp thấp, họ không có độ xuyên tốt nè, họ ngắm bắn cũng không chuẩn nè. Chập chừng một, mình đang chờ cho đồng đội đẩy vào. Bởi vì mình chỉ còn khoảng 600 máu thôi, anh ta còn tận 900 máu cơ. Anh ta đang xoay về kia rồi, cơ hội của mình, tấn công nào. Sát thương nghiêm trọng, mình đã bắn trúng động cơ của chiếc chập chừng một khiến anh ta đứng yên luôn. Anh ta đang chịu trận. Thêm một phát đạn nữa. 240 sát thương ở cấp 5. Tuyệt vời. Tất nhiên chiếc KV-1 nhá, bắn 180 sát thương. À không, mình xin lỗi, 160 sát thương với khẩu 85mm và cái khẩu lựu pháo ấy. Thì anh em chơi KV-1 với hai khẩu pháo đấy cũng được. Gì đấy? Đừng nói rằng RNG của chiếc BDR này nó tốt đến nỗi độ cho người chơi có tỷ lệ thắng cao nhất đấy nhờ. Green Day, khoảng cách 500m, tầm hơi to nhưng vẫn trúng anh em ạ. Mình bắn được 2.000 sát thương rồi. Một cái trận đấu bán hành cho cấp 4 anh em ạ. Thực tế BDR lên phòng cấp 6 hay cấp 7 ấy, thì cũng phải tém tém lại. Nhưng anh em đừng lo, bởi vì đạn ABCR của chiếc xe tăng này có độ xuyên lên tới hơn 170mm. Đây là độ xuyên tốt để chúng ta bắn xuyên được nhiều giáp của kẻ địch rồi. Mình tưởng chiếc Matinda chạy xuống nên ngắm hơi thấp. Thế phát đạn nữa, trượt rồi anh em ạ. Và T6 Medium, anh ta đang đi giữa đồng kìa anh em. Thôi, tiến gần hơn anh em ạ. Đạn bay thì cũng không phải quá nhanh. Thế rồi, Matinda. Hey, mình khóa mục tiêu nên ngắm lại thì tốt hơn. Chiếc mặt bình P2640, trúng luôn anh em ạ. 266 sát thương. Ái chà, T6 Medium sử dụng nòng pháo 105mm cửa. May mà mình nghiêng xe, không bị sát thương nhiều. Đồng đội đâu hết rồi? Tốc độ chiếc xe tăng này không phải quá nhanh, nhưng mình cảm thấy chiếc xe tăng này đi nhanh hơn KV-1 thì phải. Dù KV-1 có tốc độ tối đa tốt hơn. Còn hai người chưa lộ. Đây rồi, IKV. Biết thế mình sử dụng xác đạn nổ anh em ạ. Ơ, mình vừa nghe tiếng khá là to, hình như bắn trúng thùng đạn của chiếc IKV. Đúng vậy anh em ạ. Trận đấu này thì mình bắn được khoảng gần 3.000 sát thương. Một trận đấu khá là dễ dàng của mình với phòng đấu cấp 4 như thế này. BDR chơi tốt quá. Bảo sao nhiều anh em cứ thích cày chiếc BDR. Hình như xe tăng cấp 6 và cấp 7 cũng sử dụng lại cái khẩu pháo này thì phải anh em ạ. Thêm một ông nữa lồ thùng đạn. Chất lượng cao thật đấy. Sang trận đấu tiếp theo anh em nhé. BDR cũng có độ hạ nòng anh em ạ, -8. Nhưng mà tháp pháo nó đặt ở giữa, cho nên mỗi lần mà chúng ta đi ra để chơi gun down ấy, cũng có thể sẽ lộ cái phần thân trước. Với lại chiếc xe tăng này ấy, có cái cục u to quá, thành ra chơi gun down cũng không phải quá tốt. Theo mình, chiến thuật tốt nhất trên BDR đó chính là thập thò và yểm trợ hòa lực thôi. Cùng lắm thì chúng ta cứ dí mấy đứa có giáp khỏe mà bắn, cho chúng nó hết máu đi, rồi đồng đội mình vào giải quyết. Hoặc anh em có thể lựa chọn sang cánh tạng chung, sử dụng sang đạn nổ, bắn xuyên họ. Độ xuyên đạn nổ là hơn 40mm nhé. Anh em cần phải ngắm nữa. Được rồi, bây giờ mình sẽ trực những ai đi qua ở đây. T6 Medium, anh ta có đi qua không? Không, anh ta không đi qua. Ok, mình sẽ đi sang trái một chút để bắn chiếc T6 Medium. Cơ hội. Trúng rồi anh em ạ. 254 sát thương, anh ta cũng sử dụng khẩu pháo 105. Có thể thấy rằng số máu của chiếc BDR khá là ok so với chiếc KV-1 kìa anh em. Chúng ta hơn 80 máu. Như vậy, trong một cuộc đổi thiệt hại với chiếc KV-1, chúng ta sẽ chiến thắng. Nhưng trong một cuộc đấu kiểu dồn thiệt hại thì KV-1 sẽ ăn. Bởi vì chỉ cần khoảng 5 giây thôi, chiếc KV-1 đã bắn chúng ta 160 sát thương rồi. Thấy không? Anh ta đạp đạn rất là nhanh.
Anh ta còn sử dụng sao đạn vàng để bắn xuyên cục U của mình nữa anh em ạ. Quá đỉnh luôn. Thế phát đạn nữa được không? Không được rồi, anh ta đã chạy qua. Đấy, một cái lỗ to tướng trên cục U. Xem bắn được chiếc PI-640 không anh em. Thôi được rồi, mình sẽ chạy vào để móc chiếc KV-1 anh em ạ. Và Alistair, Alistair chạy xuống rồi. Thôi bỏ qua, tha cho Alistair. Mình đang cố gắng tìm cách để móc chiếc KV-1 anh em ạ. Tiêu diệt chiếc KV-1 sớm thì bên mình sẽ rất là lợi thế. Vẫn là cục U anh em ạ. Pháo. Rồi, một pha né pháo cực kỳ tệ của mình. Alistair đang ở đằng sau. Đau đấy. Anh ta đâm mình, mất 100 máu. Nhưng mình đã bắn trượt anh em ạ. Thân hình của mình khá là cao, thành ra mình không hạ nòng bắn được chiếc Alistair. Và tiêu diệt luôn chiếc PI-6 BDR trước mặt mình. Anh ta sử dụng tháp pháo Stock. Mình có thể dự đoán khẩu pháo của anh ta cũng Stock luôn. Đúng vậy, anh ta đang sử dụng nòng pháo Stock. Ui, pháo bị mình bắn đau thế. Hai phát đạn nữa mới tiêu diệt được chiếc BDR. Một phát đạn nữa thôi, mình đang cố gắng nghiêng xe. Đấy, thấy không? Nghiêng xe một chút cũng có thể khiến chiếc BDR không bắn xuyên được. Bởi vì nòng pháo Stock mà anh em. Tháp pháo. Ngon luôn, 250 sát thương. Thêm phát đạn nữa. Anh ta vừa bị đứt xích. Cơ hội. Sát thương nghiêm trọng, khả năng cao bắn trúng động cơ. Hay. Crusher hình như sử dụng sao đạn vàng hay sao mà bắn xuyên được mông KV-1. Đỉnh thế. Mình cũng chỉ còn 200 máu thôi. Phải cẩn thận lại. Bên địch còn 3 pháo chống tăng cơ. Mình sẽ check một chút nhé. Biết đâu phía trước có người. Rồi, đạn bay về đằng sau. Ngoài ra thì chúng ta cũng có một chiếc OE Experience, nghĩa là chiếc OE phiên bản thử nghiệm ấy, không phải là OE cấp 6 nhá. Cũng có khẩu lựu pháo thì phải, bắn hơn 300 sát thương. Anh em có thể chơi chiếc xe tăng đấy cũng được. Giáp cũng khỏe ở cấp 5. Nhưng mà mình nhớ ấy, Gomin hình như chặt thông số hai cục UI rồi. Và chỉ khoảng trên 100mm là đục được cái cục U đấy. Chứ hồi xưa chiếc OE làm mưa làm gió ở cấp thấp luôn. Chiếc lắc, cơ hội của mình. Chuyển sang đạn vàng, bắn từ xa, bắt mục tiêu dễ hơn. Anh ta dừng lại. Bây giờ anh ta mới cua sang phải anh em ạ. Cày thế nhở. Hai chiếc lắc đang đối đầu nhau. Cơ hội của mình. Bắn được không? 25 máu. Đạn pháp rơi xuống xích rồi anh em ạ. Thế phát đạn nữa. Đây rồi, cuối cùng cũng trúng. Bên địch có chiếc Su-85 đang ở đây, nên mình sẽ đi sang phải. Chứ bây giờ mình đi ở cái con đường bên trái, có thể chiếc Su-85 sẽ trực mình. Anh ta bắn cũng nhanh phết đấy, khẩu 85mm. Còn nếu anh ta sử dụng khẩu 122mm thì mình cũng dễ bị bay màu sau một phát. Tỷ số bây giờ là 10-5 rồi, có thể sẽ chiến thắng. Lên nhanh nào. Như rùa bò vậy anh em ạ. Đây rồi, Su-85 đang ở bên trái. Cơ hội nào của mình đây? Anh ta đã nhìn thấy mình rồi. À không, sau khi mình bắn mới bị lộ anh em ạ. Thế phát đạn nữa được không? Chắc là được anh em ạ. Mình cũng vừa nạp đạn xong rồi. Không biết anh ta xoay về đâu. M8A1, 228 sát thương. Biết thế mình sử dụng sao đạn nổ thì ngon. Anh ta đang ngắm mình. Và lại trúng cục U rồi anh em ạ. Cày thế. Chiếc xe tăng này đúng là chỉ bị đục cục U thôi. Ngon luôn. Không biết mình còn bắn thêm phát đạn nào nữa không. Nhưng mà mình phải nói rằng chiếc BDR chơi ok đấy. Nó mà chơi full đạn vàng thì bắn xuyên cả thế giới anh em ạ. Crusher, anh ta đang chạy vào. Trận đấu này thì mình không bắn được thêm nữa anh em ạ. Tổng kết chiếc BDR, theo mình đây là một tăng hạng nặng ở cấp 5 rất là tốt.
với khẩu pháo 90mm, sát thương 240 và độ xuyên khá ổn, chúng ta hoàn toàn có thể áp đảo kẻ địch ở những cuộc đổ thiệt hại hay dứt điểm nhanh chóng. Nhanh chóng ở đây là những kẻ địch chỉ còn khoảng 200 máu là chúng ta một phát cho họ về gara, hoặc anh em sử dụng xa đạn nổ bắn những kẻ địch giáp yếu ở cấp thấp như là cabin hở, phần mông, phần hông, thoải mái. Đây, mình cho anh em xem đạn nổ 320 và độ xuyên 45. Thì cái độ xuyên 45mm này không phải quá tốt, nhưng anh em ngắm điểm yếu là ok. Còn anh em chơi ở phòng cấp 6 và không may gặp phải cấp 7 thì với độ xuyên đạn vàng 175mm không thành vấn đề, cũng thoải mái bắn xuyên kẻ địch. Tiếp theo, điểm mạnh nữa đó chính là số máu. 920 máu chỉ thua chiếc KV-1 Sudut thôi. Anh em mang thêm búp máu có thể lên tới khoảng 1000 thì phải, sống sót lâu hơn. Nhưng lưu ý, chiếc xe tăng này vẫn có một vài cái nhược điểm như thời gian ngắm lâu, phân tán lớn, tốc độ tối đa chậm, xoay xe cũng không phải quá nhanh thì phải, và thân hình của nó cũng to xác, không có giáp rỗng, nhiều điểm yếu, kẻ địch hoàn toàn có thể bắn xuyên. Vậy nên, hãy cố gắng đi cùng đồng đội hoặc che chắn đi mỗi lần chúng ta giao tranh thì chiếc BDR sẽ hoạt động rất là tốt. Đúng là chiếc xe tăng này mạnh về hỏa lực nên nhiều người chơi tận dụng tốt quá, thành ra tỷ lệ thắng của nó cao và thành tích của nó cũng tốt. Về sơ đồ công nghệ của nhánh này thì mình chưa làm về chiếc M445 thì phải. Đây, M445 mình chưa làm này. ARN mình làm rồi anh em nhé, cả hai khẩu pháo anh em có thể xem lại. ARN một trong những tạo hạng nặng cấp 6 khá là tốt. Tiếp theo 65 tấn cũng chưa làm. M451 thì mình làm rồi, còn M454 thì mình chưa làm lại sau khi nó vừa tăng vừa giảm thông số. Cho nên mình muốn hoàn tất cái nhánh này thì anh em đừng quên theo dõi và ủng hộ mình nhé. Nhớ ấn đăng ký kênh để tạo động lực cho mình nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Chúc anh em chơi game vui vẻ. Bye bye.